Rất nhiều chị em gặp phải tình trạng da mỏng yếu. Da mỏng yếu rất dễ bị mẩn đỏ, kích ứng và rất khó để tiếp nhận những cái sản phẩm mỹ phẩm mới. Và khi chịu tác động từ môi trường bên ngoài, ví dụ ánh nắng mặt trời, nhiệt độ nắng nóng hoặc là nhiệt độ quá lạnh, thì làn da rất là dễ bị đỏ ửng lên. Chính vì vậy mà việc chăm sóc làn da mỏng yếu rất là khó khăn hơn là da khỏe mạnh rất là nhiều. Xin chào, xin chào. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điềm Đẹp Vlog của mình. Rất nhiều chị em gặp phải tình trạng da mỏng yếu. Da mỏng yếu rất dễ bị mẩn đỏ, kích ứng và rất khó để tiếp nhận những cái sản phẩm mỹ phẩm mới. Và khi chịu tác động từ môi trường bên ngoài, ví dụ ánh nắng mặt trời, nhiệt độ nắng nóng hoặc là nhiệt độ quá lạnh, thì làn da rất là dễ bị đỏ ửng lên. Chính vì vậy mà việc chăm sóc làn da mỏng yếu rất là khó khăn hơn là da khỏe mạnh rất là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ chăm sóc những làn da mỏng yếu như thế nào? Thì video này mình sẽ chia sẻ để các bạn tham khảo thêm nhé. Mình sẽ chia video này thành hai phần. Phần thứ nhất thì mình sẽ chia sẻ nguyên nhân khiến da bị mỏng yếu, và phần thứ hai thì mình sẽ chia sẻ cách để chăm sóc và phục hồi những làn da bị tình trạng mỏng và yếu nha các bạn. Trước hết chúng ta cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân khiến da của chúng ta bị mỏng và yếu hơn. Để biết được nguyên nhân khiến da của chúng ta mỏng và yếu hơn thì trước hết chúng ta cùng nhau tìm hiểu cấu tạo da của chúng ta nhé. Da của chúng ta thì được cấu tạo thành ba lớp. Lớp thứ nhất là lớp biểu bì, lớp dưới là lớp trung bì và tiếp theo là đến lớp hạ bì. Và ở phần lớp trung bì thì bao gồm những cái lớp collagen và elastin, và đây chính là những cái thành phần quyết định độ dày mỏng làn da của chúng ta. Và ở trên lớp biểu bì thì nó sẽ có một cái lớp màng lipid, và cái lớp màng này có chức năng là bảo vệ làn da của chúng ta tránh sự thất thoát hơi nước ở bên trong da ra bên ngoài, đồng thời bảo vệ da trước tác động từ môi trường bên ngoài như là ánh nắng mặt trời, ô nhiễm khói bụi, vi khuẩn vân vân. Và nếu cái lớp màng lipid ở trên bề mặt da của chúng ta bị phá vỡ thì nó sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào cũng như là bị tác động từ môi trường bên ngoài. Chính vì vậy mà khiến làn da của chúng ta bị yếu hơn, dễ bị kích ứng hơn và dễ bị mẩn đỏ hơn rất là nhiều. Và có rất là nhiều nguyên nhân khiến cho cái lớp màng lipid ở trên bề mặt da của chúng ta bị tổn hại và làm cho da bị mỏng yếu hơn. Và nguyên nhân thứ nhất đó chính là quá trình lão hóa da tự nhiên. Từ 25 tuổi trở đi thì làn da của chúng ta sẽ hao hụt collagen 1% mỗi năm. Chính vì vậy mà khi ngày càng lớn tuổi đi thì lượng collagen và elastin ở phần trung bì của da sẽ hao hụt dần đi và làm cho làn da của chúng ta bị mỏng hơn cũng như yếu hơn. Nguyên nhân thứ hai đó là chúng ta chăm sóc da không đúng cách. Việc chúng ta chà xát da quá mạnh khi rửa mặt, hoặc là khi tẩy tế bào chết, hoặc là khi rửa mặt xong chúng ta dùng khăn để chà xát da quá mạnh, hoặc là chúng ta lạm dụng việc tẩy tế bào chết quá nhiều cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến da của chúng ta bị bào mòn hơn và mỏng hơn. Nguyên nhân thứ ba đó chính là chúng ta sử dụng những sản phẩm mỹ phẩm không phù hợp với làn da của chúng ta. Vì chúng ta sử dụng những cái sản phẩm có độ pH quá cao, chất tẩy rửa quá mạnh, có quá nhiều cồn thì nó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến da của chúng ta bị yếu hơn và mỏng hơn. Và nghiêm trọng hơn là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm rượu thuốc hoặc là những loại kem có chứa corticoid để sử dụng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến làn da của chúng ta, nó sẽ phá hủy cái lớp màng lipid bảo vệ da cũng như là làm cho bề mặt da của chúng ta bị bào mòn và mỏng yếu hơn rất là nhiều. Nguyên nhân thứ tư đó chính là do tác động từ ánh nắng mặt trời. Tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời sẽ phá hủy cái lớp màng lipid ở trên bề mặt da, và nó sẽ tác động lên lớp collagen ở trên bề mặt da khiến lớp màng lipid này bị phá hỏng và lớp collagen cũng bị hao hụt hơn rất là nhiều. Chính vì vậy ánh nắng mặt trời cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến lớp màng lipid bị phá hủy, collagen bị hao hụt, và đó chính là lý do tại sao da của chúng ta bị bào mòn và mỏng hơn, yếu hơn rất là nhiều. Và nguyên nhân tiếp theo đó chính là do di truyền. Nếu như chúng ta có ông bà hoặc bố mẹ có một làn da mỏng và bị nổi mạch máu li ti ở bên dưới da thì ắt hẳn là phần lớn chúng ta cũng sẽ thừa hưởng cái loại da này từ ông bà hoặc là bố mẹ. Chính vì vậy mà việc chăm sóc những cái làn da mỏng và yếu thì thường gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy thì chúng ta sẽ chăm sóc những làn da mỏng yếu và phục hồi nó trở nên khỏe mạnh hơn như thế nào, thì tiếp theo ngay sau đây mình sẽ chia sẻ để các bạn tham khảo thêm nhé. Để phục hồi làn da mỏng yếu thì chúng ta cần áp dụng 3 nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất là chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm làm sạch da dịu nhẹ an toàn. Và những cái sản phẩm làm sạch da thì bao gồm nước tẩy trang,
sữa rửa mặt, toner, tẩy tế bào chết. Vậy bốn cái thành phần để làm sạch da này thì yêu cầu chúng ta đều phải sử dụng những cái sản phẩm an toàn dịu nhẹ. An toàn thì trước hết là chúng ta phải sử dụng những cái sản phẩm có nguồn gốc, có xuất xứ rõ ràng và đảm bảo an toàn cho làn da của chúng ta. Không sử dụng những sản phẩm trôi nổi, kém chất lượng ở trên thị trường. Đối với những sản phẩm tẩy trang thì chúng ta không nên sử dụng những sản phẩm tẩy trang có chứa cồn, chỉ nên sử dụng những sản phẩm tẩy trang dịu nhẹ chiết xuất từ thiên nhiên là ok. Và đối với sữa rửa mặt thì chúng ta cũng nên lựa chọn những sản phẩm sữa rửa mặt có độ pH thấp, dao động trong khoảng từ 5.5 đến 6.5, dạng ít bọt hoặc là dạng sữa. Đặc biệt chúng ta không nên sử dụng những loại sữa rửa mặt dạng hạt hoặc là có tính tẩy rửa cao, có độ pH cao thì nó không an toàn cho làn da và rất là dễ làm da bị bào mòn và kích ứng. Đối với toner thì tương tự, chúng ta chỉ sử dụng những loại toner chiết xuất từ hoa cúc, rau má vân vân, chiết xuất thiên nhiên, an toàn, lành tính và đặc biệt là không được chứa cồn nha các bạn. Tương tự đối với việc tẩy tế bào chết vật lý thì chúng ta cũng chỉ nên sử dụng những sản phẩm tẩy tế bào chết vật lý an toàn dịu nhẹ chiết xuất từ tự nhiên, ví dụ như là chiết xuất từ tre, từ hoa cúc, rồi rau má, từ lỗ hội vân vân. Và chúng ta nên ưu tiên sử dụng những cái loại tẩy tế bào chết dạng gel hoặc là dạng kem, không nên sử dụng những loại tẩy tế bào chết vật lý có hạt vì rất dễ làm da của chúng ta bị tổn thương. Và những cái làn da mà mỏng và yếu thì nó đã bị tổn thương ở trên lớp biểu bì rồi, mà việc chúng ta sử dụng những cái sản phẩm có hạt tẩy rửa cao thì rất là dễ làm da của chúng ta ngày càng bị tổn thương nặng nề hơn. Và tiếp theo là chúng ta nên sử dụng các sản phẩm serum và kem có chứa những cái thành phần cấp ẩm và phục hồi da. Làn da bị mỏng yếu nội bao mạch, tức là lớp biểu bì da đã bị tổn thương rồi, do đó việc chúng ta sử dụng các loại serum đặc trị mang tính chất phục hồi và tái tạo làn da từ sâu ở bên trong là việc làm thực sự rất là cần thiết. Và những cái hoạt chất có khả năng phục hồi và cấp ẩm cho da rất là tốt có thể kể đến như là serum HA, serum niacinamide, serum peptide, serum vitamin B5 hoặc là serum vitamin B9. Và khi sử dụng những loại serum này rồi thì chúng ta nên sử dụng một loại kem để khóa ẩm cho da. Và những cái loại kem để khóa ẩm cho da vừa mang tính dịu nhẹ vừa mang tính phục hồi cho da thì chúng ta nên sử dụng các loại kem có chứa thành phần là ceramide hoặc là những loại kem làm dịu da có chứa thành phần chiết xuất từ rau má, chiết xuất từ lỗ hội hoặc là hoa cúc. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm serum và kem cấp ẩm phục hồi này cả sáng và cả tối, và chúng ta sẽ sử dụng liên tục khoảng vài tháng liên tục như vậy để da của chúng ta được khỏe mạnh hơn, phục hồi làn da mỏng yếu. Và nguyên tắc thứ ba của việc phục hồi làn da mỏng yếu đó chính là chúng ta phải có ý thức bảo vệ da mỗi ngày. Bảo vệ da thì bao gồm rất là nhiều phương diện. Thứ nhất là chúng ta cần phải sức kem chống nắng mỗi ngày. Như hồi nãy mình chia sẻ thì ánh nắng mặt trời chính là một trong những nguyên nhân khiến làn da của chúng ta mỏng yếu hơn. Do đó việc chúng ta sử dụng kem chống nắng mỗi ngày là việc làm thực sự rất là cần thiết cho mọi loại da, không chỉ những làn da mỏng yếu mới cần sử dụng mà tất cả mọi loại da chúng ta nên sử dụng mỗi ngày và cần xem nó như là một vật bất thi thân của chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng kem chống nắng mỗi ngày và giảm lại kem chống nắng sau mỗi 2 đến 3 giờ tùy vào môi trường chúng ta sinh sống và làm việc. Ví dụ như chúng ta hoạt động ở ngoài trời liên tục cả ngày, đứng ở ngoài nắng cả ngày thì chúng ta cần phải giảm lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ. Còn trong trường hợp chúng ta làm việc ở trong mát thì chúng ta cũng nên giảm lại kem chống nắng một ngày ít nhất là một lần. Và khi sử dụng kem chống nắng thì chúng ta cũng nên lựa chọn những sản phẩm kem chống nắng uy tín, có xuất xứ, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn cho làn da của chúng ta, phù hợp với làn da của chúng ta. Và đặc biệt là nên sử dụng các loại kem chống nắng có độ quang phổ rộng, ví dụ như là PA từ 3 cộng trở lên, có độ SPF từ 50 cộng trở lên để bảo vệ làn da của chúng ta được tốt nhất. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái biện pháp che chắn bảo vệ da khác để bảo vệ làn da của chúng ta. Có thể là chúng ta sẽ sử mặc những cái loại áo chống nắng, đeo kính râm, đội mũ, che ô, che dù khi đi ra ngoài trời để bảo vệ làn da của chúng ta. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể uống thêm những cái loại thực phẩm chức năng để nuôi dưỡng và phục hồi làn da của chúng ta từ ở bên trong. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng những cái loại viên uống chống nắng hoặc là những loại vitamin C, vitamin E hoặc là những loại viên uống tổng hợp hoặc là tinh dầu hoa anh thảo vân vân để nuôi dưỡng làn da của chúng ta từ bên trong nữa nha các bạn. Ngoài ra thì có một số lưu ý chúng ta cần phải quan tâm khi chúng ta chăm sóc và phục hồi làn da mỏng yếu như sau. Thứ nhất là chúng ta không nên quá lạm dụng việc tẩy tế bào chết. Như ở trên mình có chia sẻ thì khi mà làn da đã mỏng yếu rồi thì việc tẩy tế bào chết vật lý là hoàn toàn không cần thiết. Và chúng ta
không nên quá lạm dụng việc tẩy tế bào chết vật lý quá nhiều. Chúng ta chỉ nên áp dụng tẩy tế bào chết vật lý một tuần một lần và tẩy ở trên nền da ướt, massage nhẹ nhàng, không chà xát da quá mạnh, sử dụng những cái sản phẩm tẩy tế bào chết dạng kem hoặc là dạng gel, không sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết dạng hạt. Và sau khi tẩy tế bào chết vật lý xong rồi thì chúng ta sẽ rửa sạch lại mặt bằng nước mát, tránh sử dụng nước quá nóng hoặc nước quá lạnh. Lưu ý thứ hai đó chính là chúng ta không sử dụng các sản phẩm như là BHA hoặc là những các sản phẩm có thành phần hoạt tính mạnh như là retinol hoặc là tritinol. Như chúng ta đã biết thì BHA là sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học, và khi da của chúng ta đang bị mỏng yếu thì việc sử dụng những các sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học là không cần thiết, vì nó sẽ làm bào mòn da của chúng ta nhiều hơn và làm cho da dễ bị tác động từ ánh nắng mặt trời nhiều hơn. Ngoài ra thì khi da đang mỏng yếu thì chúng ta không nên sử dụng những các sản phẩm treatment quá mạnh như là retinol hoặc là tritinol. Những các sản phẩm này thì không cần thiết để sử dụng ở giai đoạn này nha các bạn. Khi nào làn da của chúng ta đã thực sự khỏe mạnh rồi thì chúng ta mới nên sử dụng những các sản phẩm này. Tiếp theo là chúng ta cũng không nên sử dụng những các sản phẩm fill da ở trong giai đoạn này. Fill da thực chất nó còn mạnh hơn cả những cái sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học nữa. Do đó, việc sử dụng những cái sản phẩm fill da ở giai đoạn da đang mỏng yếu là thực sự không cần thiết. Chúng ta chỉ sử dụng những cái sản phẩm fill da đối với những làn da bị sần vỏ cam, da dày sừng, thâm mụn hoặc là bị nám ở vùng má các bạn. Và đặc biệt là chúng ta không nên sử dụng các cái liệu trình lăn kim phi kim khi da của chúng ta đang mỏng yếu nha các bạn. Như vậy mình đã chia sẻ với các bạn những cái vấn đề xoay quanh về việc chăm sóc và phục hồi làn da mỏng yếu. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn cảm thấy video này của mình hay và hữu ích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh của mình, cũng như nhấn nút quả chuông ngay bên cạnh để cập nhật những video mới nhất từ Điều Đẹp Vlog nhé. Một lần nữa cho phép mình gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả anh chị và các bạn đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng kênh Đẹp Đẹp Vlog của mình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Bye bye!